Bản tin VOA Express Đài Tiếng Nói Hoa Kỳ ngày 19 tháng 2, 2020. Trà My kính chào quý vị. Người dân Vĩnh Phúc mong sớm kết thúc thời hạn cách ly vì virus corona. Chuyên gia nói bất công khi Mỹ bỏ Việt Nam ra khỏi danh sách các nước đang phát triển. Human Rights Watch kêu gọi EU áp lực Việt Nam cải thiện nhân quyền. Và nhiều tin khác nữa, mời quý vị theo dõi chi tiết. Người dân xã Sơn Lôi, huyện Bình Xuyên, tỉnh Vĩnh Phúc, nơi đang bị cách ly hoàn toàn vì dịch COVID-19. Ai cũng mong sớm thoát khỏi thời gian này, giữa lúc các giới chức địa phương đang tìm cách thống kê danh sách gần 200 người đã rời khỏi địa bàn này trước khi xã bị cô lập với bên ngoài. 5 ngày sau khi chính thức bị phong tỏa, một phụ nữ xin giấu tên ở xã Sơn Lôi nói với VOA rằng tình hình trong xã hiện rất ảm đạm khi mọi sinh hoạt đều bị hạn chế vì lệnh cách ly. Sơn Lôi, với gần 11.000 dân, được xem là tâm của tâm dịch COVID-19 tại Việt Nam hiện nay, với 6 ca nhiễm trong số 11 người ở tâm dịch Vĩnh Phúc, trên tổng số 16 trường hợp nhiễm virus corona của cả nước. Dịch bắt đầu tại Sơn Lôi sau khi một nữ công nhân đi huấn luyện tại Vũ Hán trở về và lây cho người thân trong gia đình, từ đó phát tán ra ngoài. Giới hữu trách cách ly hoàn toàn xã Sơn Lôi trong vòng 20 ngày kể từ 13 tháng 2, với 8 chốt kiểm soát ngăn chặn 10.641 dân di chuyển ra khỏi khu vực. Trong thời gian bị cách ly, mỗi người dân bị cách ly tại nhà được trợ cấp 40.000 đồng mỗi ngày. Những người bị cách ly tại trung tâm y tế nhận được 60.000 đồng một ngày. Việc Washington mới đây đưa Việt Nam khỏi danh sách của Mỹ về các nước đang phát triển là một quyết định không công bằng và bất lợi, một nhà quan sát nói với VOA Việt ngữ. Đại diện Thương mại Mỹ ngày 10 tháng 2 cắt ngắn danh sách riêng của Mỹ về các nước đang phát triển và kém phát triển nhất, hạ thấp mức chuẩn để kích hoạt điều tra về việc các nước có làm hại tới các ngành công nghiệp của Mỹ bằng cách xuất khẩu hàng được trợ giá hay không. Xét về GDP để đo mức độ phát triển của các nước, Việt Nam vẫn còn thấp hơn nhiều so với đa số nền kinh tế trong danh sách của đại diện thương mại Mỹ. Giáo sư Khương Hữu Lộc, người giảng dạy hệ thạc sĩ về quan hệ kinh doanh tại trường Keller dành riêng cho nghiên cứu sinh ngành quản trị, nhận xét Việt Nam là nước đang bành trướng, không thể nào so sánh với những quốc gia như Hàn Quốc, Singapore hay Trung Quốc. Và vì vậy, liệt Việt Nam vào cùng danh sách với các nước này là điều bất lợi. Theo chuyên gia này, mục tiêu chính của Mỹ là Trung Quốc, nhưng trên bình diện rộng hơn, Washington cũng nhắm tới các nền kinh tế nay đã đạt độ phát triển cao, song vẫn lợi dụng các quy định mà Nhà Trắng xem là đã lỗi thời để có lợi thế khi buôn bán với Mỹ. Để phần nào giảm bớt những bất lợi, giáo sư Lộc khuyến cáo Việt Nam cần thu hẹp sự mất cân bằng thương mại Việt-Mỹ, tránh bị các nước lợi dụng nhãn mác Made in Việt Nam và bảo đảm hệ thống tiền tệ công minh. Chưa có phản hồi từ Việt Nam về quyết định của chính quyền Tổng thống Trump. Tổ chức theo dõi nhân quyền Human Rights Watch ngày 18 tháng 2 kêu gọi Liên hiệp châu Âu cần gây sức ép để Việt Nam chấm dứt đàn áp nhân quyền một cách có hệ thống và phóng thích các tù nhân chính trị đang bị giam cầm. Kêu gọi được đưa ra một ngày trước khi EU và Việt Nam dự kiến tổ chức đối thoại nhân quyền thường niên vào ngày 19 tháng 2 tại Hà Nội. Ông John Sefton, giám đốc vận động châu Á của Human Rights Watch nói, EU đã bỏ lỡ cơ hội quan trọng khi phê chuẩn Hiệp định Thương mại với Việt Nam mà không kèm theo các biện pháp chế tài về vi phạm nhân quyền. Nên trong đối thoại lần này, EU cần cảnh báo Hà Nội rằng thất bại trong việc thực hiện các cam kết nhân quyền có thể dẫn tới đình chỉ các lợi ích trong Hiệp định. EU cũng cần áp lực để Việt Nam sửa đổi luật an ninh mạng, không vi phạm quyền tự do thông tin và phóng thích tất cả những người sử dụng Facebook bị giam vì đăng tải chính kiến của mình, thông cáo của Human Rights Watch nêu rõ. Tổ chức theo dõi nhân quyền nói, nhiều vòng đối thoại nhân quyền EU-Việt Nam đã thất bại trong việc thuyết phục Việt Nam đảo ngược xu thế vi phạm nhân quyền. Vì vậy, EU cần gắn kết vị thế kinh tế của mình với các nguyên tắc nhân quyền mà từ trước tới nay luôn tuyên bố giữ gìn. Quý vị đang theo dõi bản tin thời sự của Đài Tiếng Nói Hoa Kỳ VOA. Để nhận các thông báo video mới nhất trên kênh YouTube của chúng tôi, sau khi nhấn đăng ký Subscribe, xin hãy nhấn vào hình chuông bên góc phải ngay dưới video. VOA liên tục cập nhật các thông tin trung thực đa chiều về tình hình Việt Nam và thế giới.
vị đang xem chương trình VOA Express của Đài Tiếng Nói Hoa Kỳ. Để xem tin tức trực tiếp trên điện thoại và máy tính bảng, hãy tải ngay ứng dụng tin tức miễn phí mới của VOA trên iTunes Store hoặc Google Play. Ứng dụng VOA Tiếng Việt liên tục cập nhật thông tin trung thực đa chiều về tình hình Việt Nam và thế giới, đặc biệt có thêm chức năng vượt tường lửa. Xin lưu ý rằng ứng dụng cũ của VOA đã bị xóa ngày 15 tháng Giêng. Ngay bây giờ là phần phóng sự tường trình từ Việt Nam. Người Sài Gòn đã có một buổi sáng chủ nhật trung tuần tháng 2 cùng rủ nhau xếp hàng để mua khẩu trang y tế ở mùa dịch virus corona đến từ Trung Quốc. Vài tuần lễ gần đây, mặt hàng khẩu trang y tế là thứ của hiếm trên thị trường. Người dân rất khó khăn trong việc tìm mua khẩu trang y tế, ông Lê Trường Thịnh kể đầy bức xúc. Tôi xin hàng thuốc dưới đoàn dưới là gần như giám sát quân đội, mà tới đây cái này hết, nó nói là bán từ khuya. Thấy vô lý, mình thấy vô lý chỗ là dựa cái 7 giờ rưỡi với là cái sạch hàng rong rắn, mình hiểu là cái dụ nếu mà đang hoang á thì cần đúng 7 giờ rưỡi bạn là hợp lý, ý nghĩa là người nào cũng phải tới 7 giờ rưỡi. Đằng này mới 7 giờ tới đây 7:15 đã hết rồi, rong rắn ghê lắm, sạch hàng khó khăn lắm. Người dân nói rằng phần đông đã xếp hàng chờ nhận phiếu mua khẩu trang y tế từ hồi 3 giờ khuya và họ đã chờ như vậy cho tới khi cửa hàng nơi đây mở bán sau đó vài tiếng đồng hồ. Rất nhiều người dân đến đây lúc 5 giờ sáng cũng vào xếp hàng chờ đợi nhưng rồi nhận được thông báo hết hàng, bà Ba bày tỏ phẫn nộ. Chúng ta không có, chị nói với dân là không có, để cho dân khỏi khổ sở, cái nhà dịch chung toàn bộ hết, chứ không phải là dịch một người hay là một nhà. Đâm ra mình vì hy sinh vì vậy, là cho con, cho cháu để chuẩn bị đi học, chứ không ai mà thức từ lúc 1-2 giờ đêm để mà ra ngoài này, đứng mà chầu trực như vậy. Thì nhớ mình nhà nước á, đã như vậy thì phải hy sinh cho dân một nửa người một chút, chứ không phải rằng là mỗi người mà làm như vậy, dân chúng rất là khổ sở và mất an ninh trật tự nữa. Chị nghĩ em nói đúng không? Mà nhiều người ta rất là khổ, ta từ Bình Dương ta xuống đây, em trước đây từ lúc 3 giờ sáng nè. Nhiều người dân bày tỏ thất vọng khi khẩu trang y tế quá khan hiếm, bà Thủy chia sẻ. Mình thì không có bé đi học, nhưng mà mọi người thì đi làm thì rất là cần, cho nên là mình cũng cố gắng mình đi tìm để mình mua, mà cuối cùng không xếp hàng ở đâu được. Cả bên chỗ cái gì Phật Ba Si bán, mình cũng không thể xếp hàng tới kịp được để mua. Giờ giấc một đằng, nhưng khi mọi người tới thì đã là làm trước đó khoảng 5-6 tiếng đồng hồ rồi. Cảnh người dân kiên nhẫn xếp hàng chờ đợi từ nửa khuya đến sáng chỉ để mua khẩu trang y tế trong việc tự bảo vệ bản thân trước dịch bệnh, để rồi hầu hết phải thất vọng ra về vì mặt hàng bán có giới hạn, đang khiến người dân hoang mang về khả năng cung ứng thiết bị y tế đơn giản này của chính quyền, ông Thịnh chia sẻ. Lên nói thật ra là cái hiểu biết của mình rất là vậy. Thí dụ như là khẩu trang, tức là chỉ đề phòng những cái chỗ nào mà dịch bệnh thôi. Còn mà mình đi thấy là khí hậu hiện nay là trên 27 độ, 25 độ, tức là nó an toàn rồi. Chẳng có là mình muốn an toàn hơn thì mình đeo khẩu trang ở những nơi bệnh viện, những chỗ đông người. Còn thường thì nên đeo khẩu trang vải, nó sạch sẽ hơn và tiết kiệm. Khẩu trang y tế để người dân tự bảo vệ mình và bảo vệ lẫn nhau ở mùa dịch là một đòi hỏi rất bình thường. Song với tình cảnh khẩu trang y tế quá khan hiếm như hiện tại đã khiến người dân hoài nghi về sự lúng túng của chính quyền trong việc đảm bảo cung ứng nguồn hàng thiết yếu này ở mùa dịch. Khi dịch viêm phổi cấp do virus corona ngày càng phức tạp, nhiều khu vực mua sắm vui chơi thưa thớt người qua lại. Nhiều trung tâm thương mại ở Sài Gòn rơi vào cảnh điều hiu do người dân ngần ngại đến những nơi đông người. Nhằm phòng tránh lây nhiễm ở thời điểm dịch bệnh, những tác động lớn do dịch bệnh virus corona đem lại không chỉ là đe dọa đến sức khỏe con người mà còn ảnh hưởng xấu đến nền kinh tế, ông Vinh nhận xét. Vâng, dịch bệnh đó. Dịch bệnh corona đó vậy thôi, ngày thường á là khách nó ra đây mà ngày thứ bảy nhật nó đông lắm, đông mà đang kẹt xe ra vô kẹt luôn, mà từ ngày dịch bệnh giờ thứ bảy nhật nó vắng que à. Các trung tâm thương mại vắng khách và đường xá thì lại bắt đầu đông dần lên, ông Phi, một người giao hàng, nhận xét. Giờ bắt đầu đường đang đông lại rồi, mình đi giao hàng nè nên mình chặn ngoài đường không à. Đó là cái lượng xe mà mình thấy bắt đầu tuần này thấy nó đông hơn là tuần trước nhiều. Dịch bệnh hay là do họ nghỉ Tết được nghỉ lâu hơn hay là sao là mình cũng không có biết. Đó mình chỉ thấy là nó đông hơn vậy thôi.
Thông thường như mọi năm, sau Tết mọi người thường tụ tập gặp gỡ rủ nhau đến các trung tâm thương mại vui chơi, và nhân dịp này các gian hàng ở đây vẫn chạy các chương trình giảm giá để kích cầu nhằm đẩy hết số lượng hàng hóa trữ bán dịp Tết. Giờ thì chỉ mỗi đường xá là ít nhiều đông đúc, ông Phi nói tiếp. Cách đây một lần trước đi, ban ngày á, dù buổi trưa lúc đã bán xe hơn, bây giờ thấy cũng đông hơn, buổi chiều cũng vậy, buổi chiều giờ thấy đường cũng đang bắt đầu kẹt xe, có những cái đoạn đường nó cũng kẹt xe, còn như cách đây một tuần thì nó cũng không có đến nỗi như vậy. Đó, ở vậy đó, mình giao hàng, mình chặn ngoài đường thì mình chỉ thấy như vậy thôi. Ông Vinh nói rằng hoàn cảnh mưu sinh khiến ông ít vào các nơi mua sắm sang trọng này. Bởi vì mình tranh thủ, mình chạy xe kiếm tiền, lo gia đình thôi, chứ không mình đâu có mua sắm gì đâu. Tâm lý e ngại đến nơi đông người để phòng tránh nguy cơ lây nhiễm dịch corona đang khiến các trung tâm thương mại ở Sài Gòn đang lâm cảnh ế ẩm. Lượng khách đến thưa thớt, thậm chí những ngày cuối tuần cũng vắng lặng một cách khác thường, với việc vắng cả khách tham quan lẫn khách vào mua hàng. Đến đây mời quý vị theo dõi phần tin thế giới. Trung Quốc báo cáo lên Tổ chức Y tế Thế giới 72.528 ca nhiễm COVID-19, trong đó có 1.850 trường hợp tử vong, theo tuyên bố của Tổng giám đốc WHO hôm 18 tháng 2. Trong 24 giờ qua, Trung Quốc báo cáo 1.800 ca nhiễm mới, bao gồm cả các trường hợp được xác nhận lâm sàng và qua xét nghiệm. Tổng giám đốc WHO Tedros Adhanom Ghebreyesus cho biết tại cuộc họp báo ở Geneva. Bên ngoài Trung Quốc hiện có khoảng 804 người bị nhiễm virus corona tại 24 quốc gia và 3 trường hợp tử vong, ông Tedros cho biết. Truyền hình nhà nước Trung Quốc đưa tin Liu Jiming, giám đốc một bệnh viện được chỉ định điều trị bệnh nhân nhiễm virus, qua đời hôm 18 tháng 2. Đây là người thứ 7 trong đội ngũ nhân sự y tế Trung Quốc trở thành nạn nhân của loại virus chết người này. Lần đầu tiên kể từ tháng Giêng, số ca nhiễm mới mỗi ngày tại Trung Quốc đại lục giảm xuống dưới 2.000 trường hợp. Tuy nhiên, Tổ chức Y tế Thế giới cảnh báo rằng mặc dù dữ liệu của Trung Quốc dường như cho thấy sự suy giảm trong các ca nhiễm mới, nhưng bất kỳ xu hướng mới nào cũng phải được diễn giải một cách rất thận trọng. Chưa có dấu hiệu virus corona sẽ sớm được kiểm soát, bất chấp việc Trung Quốc tiến hành cô lập các thành phố, hạn chế nghiêm ngặt việc đi lại. Những biện pháp này đã gây ra tổn thất rất lớn cho nền kinh tế và thương mại toàn cầu. Hãng không Singapore thông báo sẽ tạm thời ngừng nhiều chuyến bay quốc tế trong 3 tháng, kể từ đây cho đến hết tháng 5, bởi dịch bệnh đã làm giảm số lượng hành khách đến đảo quốc này và cả những trung tâm trung chuyển quan trọng khác. Phòng Thương mại Liên Hợp Châu Âu tại Trung Quốc cho biết các nhà thuốc trên thế giới có thể phải đối mặt với tình trạng thiếu thuốc kháng sinh và các loại thuốc khác nếu đợt dịch này không được giải quyết sớm. Cơ quan này cũng cáo buộc Bắc Kinh khiến tình trạng của chuỗi cung ứng trở nên tồi tệ hơn. Nhật Bản với 520 trường hợp nhiễm virus corona, nhiều nhất trong số các quốc gia trên thế giới ngoài Trung Quốc, đã công bố kế hoạch sử dụng thuốc HIV để chống lại virus trong bối cảnh số lượng ca nhiễm gia tăng, đe dọa đến kinh tế cũng như sức khỏe cộng đồng của Nhật Bản. Các nhà chức trách tăng cường các biện pháp hạn chế đi lại trong những tuần gần đây tại Vũ Hán khi Trung Quốc cố gắng kiểm soát đợt bùng phát virus corona, vốn đã giết chết gần 1.900 người và khiến hơn 70.000 người bị nhiễm bệnh. Hàng trăm người nước ngoài đã được di tản khỏi Vũ Hán, tâm điểm của đợt bùng phát dịch. Nhưng theo truyền thông nhà nước, hơn 10 triệu người dân địa phương vẫn sống ở đó, tại một thành phố bị cô lập trong suốt gần một tháng qua. Vào ngày 10 tháng 2, chính quyền Vũ Hán ra lệnh triển khai cơ chế quản lý cô lập tại tất cả các khu dân cư. Truyền thông nhà nước cho hay, cơ chế này có thể được thay đổi tùy thuộc tình hình từng khu vực. Khu dân cư Shuimo Jianggun của Vũ Hán là một ví dụ. Tại đây, chỉ những người thực hiện các công việc được coi là thiết yếu nhằm duy trì hoạt động của thành phố mới được phép ra ngoài. Những người được phép rời khỏi nhà phải đăng ký và kiểm tra thân nhiệt cả khi đi và về. Đồ ăn và nhu yếu phẩm hàng ngày sẽ đặt trên mạng và chuyển đến cổng. Và trước khi nhận hàng, cư dân phải qua khâu kiểm tra thân nhiệt. Ở những nơi khác, chất khử trùng được sử dụng rộng rãi. Các nhân viên quản lý khử trùng các khu nhà ít nhất 2 lần một ngày. Thuốc khử trùng cũng được phun trên đường. Thang máy thì được làm sạch bằng cồn. Ông bà Tian Wenbo và Chen Lei Ning, năm nay cùng 70 tuổi, là cư dân tại Shuimo Jiangjun. Tôi cảm thấy bị trì trệ khi ở nhà. Tôi từng đi khiêu vũ tại nhiều nơi công cộng, nhưng bây giờ tôi không dám ra ngoài. Các vợ chồng già xem TV để giải trí nhiều hơn
và nói rằng họ đã quen với lối sống mới cùng với người cháu Tian Jihan của mình. Cậu đang ôn luyện cho kỳ thi đại học vào mùa hè này. Tổng thư ký Liên Hợp Quốc ngày 18 tháng 2 cho biết đợt bùng phát virus xuất phát từ Trung Quốc không nằm ngoài tầm kiểm soát, nhưng vẫn là một tình huống rất nguy hiểm. Ông Antonio Guterres khuyến cáo những rủi ro là rất lớn và cả thế giới phải ở trong tâm thế sẵn sàng. Ông Guterres cũng lưu ý cần một nỗ lực đoàn kết quốc tế để đối phó với khả năng virus lây lan sang các quốc gia có nền y tế kém phát triển hơn. Ai Cập gần đây đã báo cáo ca nhiễm virus corona đầu tiên, làm dấy lên lo ngại về sự lây lan của virus sang lục địa châu Phi. Hiện có hơn 73.000 ca nhiễm virus corona trên toàn thế giới. Tổ chức Y tế Thế giới đặt tên cho loại virus mới này là COVID-19. Trung Quốc hôm 18 tháng 2 báo cáo có thêm 1.886 người bị nhiễm và thêm 98 người chết. Tử vong vì virus corona tại Trung Quốc đại lục lên tới con số 1.868 ca và 72.436 trường hợp nhiễm mới được xác nhận. Những ca nhiễm virus đầu tiên được xác nhận bên ngoài Trung Quốc đại lục đều liên quan đến những cá nhân đến và đi khỏi tỉnh Hồ Bắc. Tuy nhiên, Nhật Bản, Singapore và Hàn Quốc đã xác nhận các ca nhiễm mới mà không có mối quan hệ rõ ràng với Trung Quốc hoặc có liên hệ tới những người mắc chứng bệnh trước đó, làm tăng mối lo ngại về khả năng virus lây lan tại địa phương. Một báo cáo cho thấy loại virus này chỉ gây ra những triệu chứng nhẹ lên hầu hết các bệnh nhân. Điều này giúp các cơ quan y tế trên thế giới trở nên lạc quan hơn. Máy bay của Tổng thống Hàn Quốc ngày 18 tháng 2 bay thẳng sang Nhật để di tản công dân Hàn Quốc trên chiếc tàu du lịch đang bị cách ly do virus corona. Chiếc máy bay hạ cánh xuống sân bay Haneda để giải cứu những người Hàn Quốc bị mắc kẹt trên tàu Diamond Princess neo tại cảng Yokohama. Chính phủ cho biết có 14 người Hàn Quốc trên tàu, bao gồm 9 hành khách và 5 thành viên thủy thủ đoàn. 5 người trong số này muốn về nước. Máy bay của Tổng thống dự kiến sẽ đưa họ trở về vào ngày 19 tháng 2. Tàu Diamond Princess thả neo ngoài khơi Yokohama, Nhật Bản là ổ dịch virus corona lớn nhất bên ngoài Trung Quốc. Hơn 400 hành khách trên tổng số 3.700 người trên tàu đã bị nhiễm. Trí tuệ nhân tạo AI đang ngày càng được các cơ quan y tế trên toàn thế giới sử dụng rộng rãi để theo dõi các dịch bệnh mới nổi. Tuy nhiên, chính trí thông minh của con người, đặc biệt là một mạng lưới các chuyên gia sàng lọc tin tức địa phương và phương tiện truyền thông xã hội, đang vai trò lớn hơn trong việc cảnh báo thế giới về sự bùng phát virus ở Trung Quốc trong những ngày cuối năm 2019. Các hệ thống cảnh báo sớm dùng để rà soát tin tức trên phương tiện truyền thông xã hội, trên mạng và các báo cáo của chính phủ về dấu hiệu bùng phát bệnh truyền nhiễm đã trở thành một công cụ quan trọng cho các cơ quan như Tổ chức Y tế Thế giới. Một số hệ thống như Health Map của Bệnh viện Nhi đồng Boston dựa vào trí thông minh nhân tạo để đánh dấu những vấn đề cũng như cá nhân tiềm ẩn nguy cơ để đánh giá, phân loại và xác nhận các vấn đề nói trên. Những hệ thống khác ví dụ như ProMed dựa vào các chuyên gia về vấn đề của con người thì bán tự động hoặc hoàn toàn tự động. Điểm chung của hệ thống này là giúp các chuyên gia có sự chuẩn bị từ trước, trong khi sự quan liêu của địa phương cũng như rào cản ngôn ngữ có thể làm chậm quá trình. Hệ thống quét văn bản của Health Map đã gửi cảnh báo công khai đầu tiên được biết đến bên ngoài Trung Quốc về các trường hợp viêm phổi không rõ nguyên nhân tại thành phố Vũ Hán sau khi quét các bài viết của truyền thông địa phương Trung Quốc vào ngày 30 tháng 12. Một báo cáo chi tiết hơn của ProMed ra lò chỉ khoảng nửa giờ sau. Các hệ thống máy tính rà soát các đợt bùng phát dịch bệnh chủ yếu sử dụng quá trình xử lý ngôn ngữ tự nhiên cùng loại với kiểu trí tuệ nhân tạo giúp giải đáp các thắc mắc qua công cụ tìm kiếm hay giọng nói kỹ thuật số chuyên hỗ trợ tìm kiếm. Các hệ thống tự động có thể đánh dấu một vấn đề gì đó có vẻ đáng báo động, nhưng hầu hết các công cụ theo dõi y tế được hỗ trợ bởi trí tuệ nhân tạo vẫn phụ thuộc vào các chuyên gia có kinh nghiệm để xác minh những gì thực sự đang diễn ra. Nhân dịp ngày lễ tình nhân 14 tháng 2, cộng đồng người Việt ở ngoại ô thủ đô Washington vừa tổ chức một chương trình đặc biệt dành cho những người già neo đơn sống tại khu nhà được trợ cấp bởi chính phủ Woodland Hill ở thành phố Arlington, tiểu bang Virginia. Chương trình đã thu hút hơn 150 cụ cao niên sinh sống tại đây tới tham dự. Và tất nhiên trong những chương trình như thế này, ngoài một bữa cơm thân mật đầm ấm, thì không thể thiếu những món quà mà người ta thường vẫn dành tặng cho nhau trong dịp ngày lễ tình nhân hàng năm. Đó là một điều rất quý hóa của nhà Việt Nam đối với tất cả những người già ở sống ở trên nước Mỹ này. Và chúng tôi đến đây, chúng tôi rất khẳng định là nhà Việt Nam là những người con
những người cháu của tất cả những người già ở trên nước Mỹ này, chúng tôi rất hạnh diện và rất cảm ơn. Hội đoàn Việt Nam rất là tốt, cô thấy cô mừng lắm. Cô có thể sống thêm nữa là vì mỗi năm mấy cháu cứ làm như vậy là các bác, đây là vui lắm. Tại Mỹ thì ngày lễ tình nhân 14 tháng 2 thực tế không đơn thuần chỉ là ngày dành riêng cho các cặp tình nhân trẻ, mà trong ngày này các tổ chức hội đoàn thường tổ chức nhiều chương trình khác nhau dành cho các gia đình, bao gồm cả người già, để mọi người có dịp thể hiện tình cảm và thắt chặt hơn nữa các mối quan hệ trong gia đình. Rất nhiều trò chơi vui nhộn thường được tổ chức cho cả người già và con trẻ để cả gia đình đều có một ngày lễ tình nhân vui vẻ, đầm ấm. Vì thế mà tất nhiên trong ngày này, những người già neo đơn, những người kém may mắn cũng là những người thường được nhớ tới. Ngày hôm nay chính ra là hãy còn là mùa xuân và hãy còn là trong vòng Tết, thế nhưng mà nó vẫn sự tình cờ lại trùng vào cái ngày Valentine, thành ra một bữa tiệc có thể đem đến cho các cụ hai niềm vui, đó là niềm vui đón xuân và niềm vui ngày Valentine. Những năm gần đây, phụ trách việc thực hiện chương trình thiện nguyện giàu ý nghĩa trong những dịp đặc biệt như ngày lễ tình nhân này, chủ yếu là các bạn trẻ thuộc thế hệ thứ hai của các gia đình người Việt sinh sống trên đất Mỹ. Đây là một điều rất đáng khích lệ, bởi trong một ngày tưởng như chỉ dành riêng cho chính các bạn với các buổi hẹn hò, tiệc tùng ngoài xã hội, thì tất cả lại tới đây giúp đỡ những người già neo đơn, những người kém may mắn trong cộng đồng bằng cả tấm lòng và rất nhiều món quà ấm áp cho một ngày lễ tình nhân. Nhân kỷ niệm Ngày Ung thư Thế giới 4 tháng 2, các cơ quan y tế đưa ra cảnh báo về mối nguy hiểm của việc nhai trầu. Đó là một thói quen đầy rủi ro nhưng phổ biến ở nhiều nước châu Á, trong đó có Myanmar, nơi hơn một nửa số đàn ông nhai trầu. Thông tin viên của đài VOA cho biết thêm về tục ăn trầu và những nguy hiểm của nó. Mời quý vị theo dõi. Trên khắp Myanmar, thật dễ dàng tìm thấy các quầy bán trầu cau bên vệ đường. Dấu hiệu nhận biết thói quen này bao gồm các vệt đỏ trên răng, cũng như trên đường phố và ngoài vỉa hè. Sau khi nhai trầu, miệng tôi thấy sạch hơn và tâm trí thì thoải mái hơn. Tôi bị thối miệng, tôi muốn miệng tôi thơm hơn. Theo Tổ chức Y tế Thế giới, gần 25% phụ nữ và hơn 60% đàn ông ở Myanmar nhai trầu. Ong Thura năm nay 30 tuổi và đã nhai trầu 8 năm. Nó giúp tôi tỉnh táo và không bị nhàm chán khi làm việc. Các miếng trầu được làm từ hạt cau đặt trong lá trầu với vôi tôi. Ở Myanmar, nó thường được trộn với thuốc lá. Các nhà ủng hộ cải thiện sức khỏe nói rằng nicotine trong thuốc lá và arecoline trong hạt cau là một sự kết hợp nguy hiểm. Chúng là những hóa chất gây nghiện, cho nên nếu kết hợp hai thứ với nhau, người ta sẽ nhai nó ngày càng nhiều hơn. Bác sĩ Ethan Sen là người đứng đầu Tổ chức Sức khỏe Nhân dân, một nhóm ủng hộ cải thiện sức khỏe ở Myanmar, đang cố gắng giáo dục người dân về những rủi ro. Các chiến dịch của họ bao gồm các quảng cáo trên truyền hình với những người nhai trầu bị bệnh nan y. Trước nhất, tác nhân chính của nhai trầu là ung thư miệng, sau đó là ung thư thanh quản, rồi tới ung thư phổi và ung thư dạ dày. Theo Tổ chức Y tế Thế giới, một người thường xuyên nhai các miếng trầu trộn với thuốc lá trong một thời gian dài có khả năng bị ung thư miệng cao gấp 7 lần so với người không nhai. Nhưng một số người gạt bỏ những rủi ro đó. Tôi không lo, không có chuyện xảy ra như thế đâu. Nhai trầu không dẫn đến ung thư miệng. Ung thư miệng xảy ra nếu bạn ngậm miếng trầu rồi ngủ nguyên đêm. Nhưng bác sĩ Sunset nói rằng có rủi ro rõ ràng đối với tất cả những người nhai trầu, đặc biệt là những ai nghiện nhai trầu hơn 10 năm. Và thường là khi họ phát hiện ra mình bị ung thư thì đã quá muộn. Ung thư phát triển từ từ, mọi người không nhận biết được. Và một khi họ biết, họ gần như đã sắp chết. Nhưng ở Myanmar, tất cả các dấu hiệu cho thấy nhai trầu vẫn là một trong những thói quen phổ biến nhất của nước này. Đây mời quý vị đến với chương trình học tiếng Anh của đài VOA.
Welcome to English at the Movies, where we teach you American English heard at the movies. Our expression today is suicide mission from the movie Annihilation. In this film, a biologist's husband disappears. She signs up for what could be dangerous work. She agrees to explore an area that has been taken over by a mysterious force. Listen for the expression, suicide mission. Did your husband contact you at any point while he was away? No. It was his decision to go in. Why did my husband volunteer for a suicide mission? So, what do you think suicide mission means? Is it a project considered so dangerous that you are not expected to survive? Or a plan to hurt yourself? Listen again. Did you have the right answer? Did your husband contact you at any point while he was away? No. Why did my husband volunteer for a suicide mission? Suicide mission means a project considered so dangerous that you are not expected to survive. In this film, the area being explored is dangerous and under the control of a mysterious force. Just like her husband, the biologist does not have a good chance of surviving. She decides to risk her life to try to save him. And that's English at the Movies. This is Everyday Grammar. I'm Lucia. And I am Kaveh. Lucia, because of my ability to pick awesome everyday grammar topics, I took it upon myself to choose today's topic as well. Oh, you did you? Yes. Due to positive feedback from our viewers, I think I know what they want. So I will be choosing a topic that will win quite a bit of attention. Because introduces an adverb clause and is followed by a subject and a verb. Because the weather was hot, we went to the pool. Because of and due to are phrasal prepositions and are followed by a noun object. Because of the hot weather, we went to the pool. Due to the hot weather, we went to the pool. In more formal writing, due to is sometimes followed by a noun clause, introduced by the fact that. Due to the fact that the weather was hot, we went to the pool. Because of and due to can appear at different places in the sentence. Because of the hot weather, we went to the pool. We went to the pool because of the hot weather. Due to the hot weather, we went to the pool. We went to the pool due to the hot weather. So, you see, because of and due to are quite easy to use. And that's Everyday Grammar. Cảm ơn quý vị đã theo dõi chương trình VOA Express của Đài Tiếng Nói Hoa Kỳ. Ngoài trang tin voatiếngviệt.com, quý vị cũng có thể theo dõi VOA trên Facebook VOA Tiếng Việt, YouTube VOA Tiếng Việt Video, Instagram VOA Tiếng Việt hoặc qua các thiết bị di động với ứng dụng VOA miễn phí trên iTunes Store và Google Play. Để nhận tất cả thông báo video mới nhất trên kênh YouTube, sau khi nhấn đăng ký, quý vị hãy nhấn vào hình chuông bên góc phải ngay dưới video. Muốn đóng góp hình ảnh, video, bài viết cho VOA Việt ngữ, xin gửi về địa chỉ voa bạn làm báo avong@gmail.com. Trà My xin hẹn gặp lại quý vị trong bản tin lần tới.